Xin chào tất cả các bạn nha. Xin giới thiệu với tất cả các bạn, mình làm một video ngắn về bà con làng chài mưu sinh trên dòng sông Danh của quê hương mình. Đây là đoạn sông Danh nối qua xã Văn Hóa của huyện Tuyên Hóa. Bây giờ là buổi sáng 6 giờ kém. Bà con làng chài, các bạn thấy ở phía dưới sông kia, đây là sông Danh các bạn ơi. Bà con làng chài sau một đêm giăng lưới, đặt lú, đặt đáy thì đang đưa thuyền, đưa ghe cập vào bến. Đây là bến chợ các bạn ơi. Đây là điểm đi vào tập kết ở trong chợ, còn gọi là chợ Vang của xã Văn Hóa. Buổi sáng bà con tập kết vào đây rất là vui nhộn các bạn ạ. Trời mây mù, có chiều hướng đang chuyển sang đông, cho nên là hình ảnh nó cũng không được sắc nét lắm, các bạn thông cảm. Cảnh bà con đưa sản phẩm thủy sản buổi tối làm được để đưa lên chợ bán khá là tấp nập và vui các bạn nhé. Có thể nhiều người bà con làng Lệ Sơn xa quê hương sẽ ít được gặp, có khi là không được gặp lại cái cảnh như thế này nữa, bởi vì khá là lâu rồi. Từ khi làm cầu thì bà con làng chài người ta cũng đã chuyển sang đi cầu nhiều, nhưng mà mình tình cờ gặp được, bởi vì lần đầu tiên mình gặp được cảnh bà con làng chài đưa sản phẩm tới để tập kết về bến, đưa vào trong chợ Vang để bán buổi sáng, cho nên mình quay lại cảnh này cũng khá là vui. Đây các bạn, ở bên góc bên này là một bác nữa đang nhấc đáy đây, đang lấy sản phẩm từ cái này, người ta gọi là đáy, còn nơi thì gọi là lờ, người ta đặt ở bên dưới sông. Trời mây mù rất là nhiều. Đây là khu vực đuổi, bà con mà xa quê thì có thể biết được cái khu vực này. Trời mây nhiều lắm các bạn ơi, không nhìn thấy gì nữa rồi. Đây là bến chợ Vang, phía bên ngoài là cái cồn, làng Lệ Sơn còn gọi là đuổi. Bây giờ mỗi năm thì mỗi bồi đắp thì cái đuổi này nó lớn hơn nhiều rồi. Đây là cầu Văn Hóa buổi sáng sớm, các bạn ấy nhìn thấy mây mù phủ kín luôn. Cảnh bình minh đang lên các bạn ơi. Đây cũng một chiếc ghe nữa đang chạy vào bến chợ Vang này các bạn. Hai vợ chồng. Trời mây mù cho nên là cả
cảm giác giống như đang ở dưới biển đấy các bạn ạ. Không nhìn thấy gì hết. Mặt trời lên cho nên là sương mù bị đè xuống. Rồi, cảm ơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé đón Bình Minh ở làng Lệ Sơn cùng với Phạm Minh Giảng. Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành nha. Bye bye. We'll be right back.